Linh San, ba không phải một người ba trọn trách nhiệm. Tâm nguyện lúc này của ba là hy vọng con có thể tìm lại được đứa em gái thứ năm đang lưu lạc ở bên ngoài tên Quân Nguyệt. Sếp Giang, tôi muốn sếp giúp tôi tìm một người. Tôi để ý anh ta cứ lén nhìn trộm cô ở trên tòa, ánh mắt rất là kỳ lạ. Anh theo dõi tôi hả? Lần cuối cùng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không uống canh của anh đừng làm phiền tôi. Tôi là học sinh của cô Trương Giang Hào nè. Hồi năm lớp 8, cô dạy thêm cho tôi môn toán và tiếng Anh. Mỗi lần cô tới, ba má tôi đều múc chén canh cho cô. Cô không nhớ chút gì sao? Anh là Peter thật hả? Giúp đỡ người khác rõ ràng là một chuyện vui, nhưng đến cuối cùng thì người được giúp và người giúp đều không vui. Có thể khiến cho luật sư cố của chúng ta tức giận. Người này không đơn giản chút nào. Dây chuyền pha lê này là cho con gái của anh. Trẻ con thích làm người trưởng thành. Còn dây chuyền này, vợ của anh nhất định sẽ thích. Cô ngày mai ở chỗ cũ, thời gian như cũ. Ok. Em có pha 2 ly Satria, uống rồi sẽ ngủ ngon hơn. Cạn ly. Cạn ly. Sao hả? Có được không? Cũng được đó. Học ở đâu vậy? Em không có nói với chị sao? Lúc nghỉ hè em có đi làm thêm mà. Em nói chị biết sữa của em pha là nổi tiếng khắp cả khu phố người qua đó. Hay rồi. Chị Hai à, lần đầu tiên em đi làm kiếm được tiền, đây là tiền sinh hoạt của em. Không cần đâu đồ ngốc, em cứ giữ lại từ từ xài. Không được. Em biết là chị kiếm được tiền, nhưng mà em cũng ở trong căn nhà này mà. Chị cho em cơ hội để em chịu một phần trách nhiệm đi. Ngoan vậy hả? Để chị tiết kiệm lại giúp em. À phải rồi, trước đó chị nói là tìm em gái mình, đã tìm được chưa hả? Chưa tìm được. Ờ, em muốn xem lại khuôn mặt của cổ, chị có hình không? Đợi chút. Tụi mình xem đi, chị đi tắm đã. Chúc mừng anh. Chúc mừng tôi chuyện gì? Tôi biết là anh đã thu mua chứng khoán Phỉ Mẫn thành công, nên Khanjip lại có thêm một công ty niêm yết. Không phải đáng để chúc mừng sao? Rốt cuộc anh là kỵ sĩ trắng hay kỵ sĩ đen? Trắng hay đen còn tùy vào cách nhìn của cô nữa. Một số người kiếm được nhiều tiền vì tôi, nhưng cũng có người mất cả công ty vì tôi. Cũng may tôi không phải đối thủ kinh doanh của anh. Nếu không thì sẽ chết mà không biết lý do. Đã quá khen rồi, luật sư cũ. Alo. Có chút đồ cần trả lại cho cô, tôi mang lên văn phòng luật sư hay là gặp mặt đưa bên ngoài?
Về sớm vậy hả? Xin lỗi nha, con gái tôi bị sốt, tôi phải về liền. Ok. Ở đây có hai tấm vé của đoàn nhạc giao hưởng mà cô thích nhất. Tôi khó khăn lắm mới mua được. Tối nay cô tìm bạn xem cùng cô đi. Cảm ơn. Chỗ này khó tìm lắm đúng không? Trên đời này có một thứ gọi là taxi. Như tôi đúng là lần đầu tiên tới chỗ này. Vậy hay là tôi dẫn cô đi tham quan nha. Sao anh nói là có đồ cần trả tôi? Ừ. Nè. Kêu tôi tới tận chỗ này để lấy nút áo này hả? Tôi nghĩ là cô sẽ chưa tới đây bao giờ. Đi thôi, tôi dẫn cô đi tham quan. Ừ. Cô Cố à, không ngờ là trôi qua bao nhiêu năm mà vẫn có thể gặp lại cô. Tôi còn nhớ là sau khi tôi lên lớp 10 thì cô không còn dạy thêm cho tôi nữa. Học kỳ đầu cô còn gọi điện thoại tới hỏi thành tích của tôi. Không ngờ sau đó đã không còn liên lạc với nhau. Lúc đó là năm học cuối học luật của tôi. Không tập trung hơn thì làm sao mà tốt nghiệp được. Không chỉ mình anh, tôi nghĩ vậy hết tất cả học sinh. Nhưng mà anh có biết là trong số tất cả học sinh của tôi thu học phí của anh là rẻ nhất không? Là vì lúc đó tôi mập mạp, đáng yêu sao? Là vì anh rất chăm chỉ, biết cần cù bù thông minh. Là vậy sao? Nghe buồn vậy? Dù sao đi nữa, thì bây giờ anh cũng đã làm nghề dẫn lý trị liệu. Tôi nghĩ là ba má của anh nhất định sẽ rất vui. Tôi nhớ hồi xưa tới nhà anh dạy thêm cho anh, má của anh đều múc canh cho tôi uống. Có khi còn mua súp cá cho tôi ăn. Súp cá của quán đó là đặc biệt ngon. Tôi ăn ở mấy quán khác đều không ăn được mùi gì đó. Quán đó bây giờ vẫn còn bán. Hay là bây giờ đi ăn đi. Được đó. Xem ra ông trời không cho tôi ăn súp cá rồi. Ai nói vậy? Cái này gọi là có chuẩn bị trước nè. Cái dù nhỏ như vậy đi gần lắm, không sao đâu. Không cần đâu, tôi có khăn rồi. Cậu Hào, súp cá của cậu đây. Ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Bỏ nhiều tiêu dễ ít giấm. Còn nhớ khẩu vị của tôi hả? Hồi xưa cô dạy tiếng Anh cho tôi, từng khen tôi có trí nhớ rất tốt mà. Cảm ơn. Cô Cố à, bình thường cô ngoài đi làm ra có phải vẫn giống như hồi xưa, thích nghe nhạc cổ điển và chạy bộ đúng không? Ừ, nhưng đã ít đi chạy bộ rồi. Tại sao vậy? Bận gì? Có người từng nói với tôi là càng bận thì càng phải dành thời gian để tập thể dục. Như vậy mới có được sức khỏe tốt, nhất là khi mình không vui. Nghe nhạc và chạy bộ là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất. Tôi nói hả? Ừ. Hay là gì? Lần sau chúng ta hẹn nhau đi chạy bộ nha. Để coi sao. Đĩa chả cá nhồi này tôi tặng cho cậu đó. Cảm ơn bà chủ. Ừ. Bà chủ này tốt bụng quá. Đúng vậy, nên nhiều khi tôi luyện kiếm xong sẽ cố tình ghé qua đây hỏi thăm bà chủ, nói chuyện với bà chủ một chút. Luyện kiếm? Luyện kiếm gì? Kiếm liễu của môn đấu kiếm đó. Tôi bắt đầu chơi từ hồi đại học. Nhắc tới mới nói, tôi chơi môn đấu kiếm cũng là vì cô thôi đó. Lại liên quan đến tôi. Có một lần tôi kiểm tra dưới trung bình, má tôi giận tới mức cầm roi đánh tôi. Cũng may có cô ngăn lại, còn giật lấy cây roi của má nữa. Có sao? Cô còn rất anh dũng, cầm cây roi chỉ vào má và nói là bảo đảm bài kiểm tra lần sau của tôi nhất định được điểm cao, nếu không thì không lấy một tháng tiền học phí. Hình như có chút ấn tượng. Chính vì cảnh giật lấy cây roi của cô quả thực rất anh dũng, giống như là một cao thủ đấu kiếm vậy, cho nên khi lớn lên tôi cũng phải giống như cô. Khoa trương.
Những lời tôi nói đều là thật lòng, không có chút giả dối. Nhắc tới mới thấy chuyện cũ đã qua lâu rồi. Đúng là già rồi. Cô không hề già đi chút nào, nhưng mà tôi thì trưởng thành rồi. Cô nhìn đi, có bắp tay, có râu, có phải rất đàn ông không? Đàn ông cái đầu anh á, ăn đi. À. Cảm ơn. Tôi đã lên xe rồi, anh cầm lấy dù đi. Tôi xuống xe phải dùng tới mà, tôi không sao đâu. Bye bye. Vào đi. Dạo này em sao rồi? Dạo này em làm giáo viên dạy đàn cũng kiếm được lắm á, cho nên chị không cần phải lo cho em. Em đủ tiền xài rồi. Giỏi chị sao? Vậy bữa này em mời đi. Không được, bữa này rẻ như vậy không tính. Ê, để sau này em và bạn em phát triển thêm về công việc dạy thêm này hả, em sẽ mời chị và chị hai đi Nhật Bản chơi, đặt phòng tổng thống để ở cũng được nữa là. Wow, đi với cổ hả? Bỏ đi. Trời ơi, chị đừng có như vậy. Dù gì cũng là chị hai giúp chị thắng vụ tố tụng mà. Nè, em đừng có nhắc tới. Càng nói thì càng giận. Tóm lại em đừng làm mấy việc dư thừa đó, biết chưa? Ồ. À phải, tiểu thuyết của chị viết tới đâu rồi? Không tới đâu hết, bị kẹt rồi. Bị kẹt hả? Để em xem. Đâu phải, đã viết tới phần sau rồi mà. Thì viết cả tháng nay rồi mới viết được cái tiêu đề đó. Ê, trời ơi, chị đừng có căng thẳng quá, thoải mái một chút đi. Cũng phải. Thật ra chị đã biết làm thế nào để có cảm hứng, chỉ là chưa tìm được đối tượng mục tiêu. Đối tượng mục tiêu gì hả? Nói em cũng không hiểu. Tóm lại là chỉ cần để chị tìm ra thì sẽ nhanh chóng hoàn thành. Ê, vậy tới khi đó nhớ thông báo em biết, em phải là độc giả đầu tiên. Nè, là em nói đó nha. Trẻ con. Mau ăn đi, chút nữa chị chở em về. Ồ. Bố Ghiêu, bộ đồ hôm nay của cô gợi cảm thiệt nha. Đương nhiên rồi, đi Lan Quế Phường mà. Không gợi cảm một chút sao có mùi ngon tới được chứ. Hỏi tôi gạt hai cô rồi nha, là hai cô tự mời tôi tới đó. Christopher. Xin chào. Hi, tôi là Andy, chưa từng gặp cô nha. Lần đầu tới chơi hả? Tôi là Nelson. Còn cô tên là gì? Archie. Wow, cái tên rất đặc biệt. Nhất định là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Da cô trắng như vậy, không lý nào là tiếng Thái được. Ê, nói chuyện thì nói chuyện, sao động tay vậy chứ? Anh là ai hả? Nè, chúng tôi tới trước đó, muốn nói chuyện thì xếp hàng giùm đi. Nói chuyện mà cũng phải xếp hàng hay sao? Phải có trước có sau hả? Làm bạn cũng phải lấy phiếu xếp hàng hay sao? Đánh bóng rổ chứ gì, bộ cao thủ bóng rổ hả? Cao thủ bóng rổ cái gì chứ, có sớm quá không hả chú? Một truyện tranh nổi tiếng như vậy mà anh cũng không biết hay sao? Lông mũi còn chưa mọc ra đã đi tán tỉnh chị gái rồi. Muốn xem truyện tranh thì về nhà xem đi. Nè, hình như chị gái không thích anh nha. Thì đó, đi chỗ khác chơi đi. Vậy để tôi hỏi chị gái xem, cô có biết nhân vật chính trong cao thủ bóng rổ là ai hay không vậy? Rukawa, Hanamichi, Haruko. Đủ rồi, chị gái cũng biết nữa kìa. Mấy anh không được rồi nha, em trai, tránh ra chỗ khác đi. Tôi có bạn bên kia kìa, có hứng thú mà ngồi nói chuyện hay không?
Có bằng riêng là quay lắm sao? Trên gái với chúng tôi hả? Đi chỗ khác đi. Hình như chị gái không thích anh nha. Có đi không? Đi đánh bóng thôi. Đây đây, xin mời. Nè nè nè, bên này bên này. Mời ngồi mời ngồi. Tôi không quen ngồi chung với người khác. Ai cha, vậy mấy cô ngoan nha. Đi chỗ khác chơi đi ha. Có gì mà hay chứ. Chị gái à? Chúng tôi không có mặt nào thua cổ hết. Vậy hả? Chị đứng lên coi thử coi. Núi cao, thung lũng. Mời ngồi, mời ngồi. Mời cô ngồi. Ê, cô muốn uống gì hả? Chơi này đi. Hay là gì? Chúng ta chơi đoán số, ai thua thì uống hết. Chơi đoán số bình thường như vậy. Lúc nãy cô rành về truyện tranh lắm mà. Hay là vậy đi, chúng ta chơi câu đố về truyện tranh đi. Ai mà không trả lời được thì người đó uống, được không? Được thôi, anh hỏi trước đi. Trong bộ đầu của truyện Salomon, tuyệt chiêu của Ami Mizuno là cái gì? Bong bóng xà phòng bay. Hay. Hay. Tới tôi hỏi nha. Kẹp tóc của thủy thủ mặt trăng có công dụng gì? À, nó có thể dùng làm vũ khí để phóng. Một trong những chiêu thức của cổ đó chính là tấn công bằng sóng siêu âm. Kẹp tóc màu đỏ là dùng để khuếch đại tiếng hét của cổ. Nhưng mà còn có một công dụng nữa nha. Bình thường thì dùng để kẹp tóc chứ gì. Hay lắm, không lừa được anh cũ. Tôi cũng uống luôn. À, vui quá, vui quá, vui quá. Chiên, chiên. A chiên. Chiên. Trình độ tiếng Hoa của ba tôi rất cao, cho nên tên tiếng Anh của tôi là phiên âm theo kiểu Hồng Kông, A chiên, tức là tên Thanh đó. À, Hồng Kông tốt, Hồng Kông tốt. Tôi cũng rất thích trà sữa Hồng Kông đó. Truyện tranh Hồng Kông tôi cũng rất thích nữa. Vậy Kim Dung, tác giả lớn của bộ tiểu thuyết võ hiệp ở Hồng Kông, chắc là anh biết chứ? Biết chứ. Biết cái gì? Được, vậy để tôi đố anh. Tăng ca Mã Dương Thần trong Giang Nam Thất Quái đã truyền thụ võ công gì cho Quách Tĩnh? Miêu Kiều Dĩ. Sai rồi, sai rồi. Là Kim Long Tiên Pháp. Anh uống đi, uống đi, uống đi. Để tôi rót cho. Kim Long Pháp. Đúng rồi, đúng rồi. Đang đấu võ công đi, mà. Uống đi, uống đi. Tôi uống đi, uống hết đi. Uống, uống hết luôn. Đố tiếp nha. Được, 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 được. Trong Ỷ Thiên Độ Long Ký, tên Mông Cổ của Triệu Mẫn là gì? Triệu gì? Trong Thiên Long Bát Bộ có tứ đại ác nhân đúng không? Vậy Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương đã chết như thế nào? Bị người khác chú trụ cho tới chết. Tích Trường Phá trong Liên Thành Quý tổng cộng đã giết bao nhiêu người? Mà uống đi. Nè. 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 Cảm ơn ba. Ê, vậy rồi hả? Hôm qua đã giấc giả rồi. Nè, ra đây ăn sáng đi. Giấc giả hả? À, không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cô lại nói là giấc giả chứ? À, không. Anh nhìn anh xem, người thì cao, chân thì dài. Bắt phải ngủ cả đêm trên cái ghế sofa nhỏ như vậy, còn không giấc giả cho anh, đúng không? Đây, đây, đây. Ăn sáng đi còn nóng đó. Nếu không, anh sẽ bị mất sức đó. Không phải nha. Nè, 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 hôm qua tôi đã say rồi, có đúng vậy không? Vậy trước khi tôi say là chúng ta đã uống rượu. Uống được một lúc thì chúng ta nói về Kim Dung. Ừ. Kiều Phong. Ừ. Lệnh Hồ Xuân. Ừ. Và sau đó tôi đã nằm xuống. Ừ.
Cô thì thừa lúc mà tôi bị say rồi cô hốt tôi về nhà. Thì đương nhiên rồi, không lẽ bỏ anh ngoài đường. Anh có biết không, tôi đỡ anh mỏi cả tay luôn đó. Vậy sau đó thì sao? Cô có một chút ý nghĩ xấu xa gì với tôi không vậy? Điên hả? Anh nghĩ gì vậy? Vậy thì lạ lắm rồi nha. Hôm qua tôi nằm mơ suốt cả đêm là tôi đang bơi trong một cái hồ nước băng. Trong giấc mơ tôi không có mặc quần áo gì hết trơn hết trời. Kể cả quần cũng không có mặc luôn. Là vậy hả? Nè anh nhìn đi, anh ngủ trên ghế sofa đối diện với cái máy lạnh. Gió lạnh thổi vào người anh cả đêm, cho nên anh mới nằm mơ như vậy đó, đúng chứ? Là vậy đó. Vậy còn cô, hôm qua cô đã làm gì hả? Tôi hả? Đêm qua tôi phải viết bản thảo không có ngủ. Viết bản thảo gì chứ? Anh quên, tôi đã nói với anh, tôi là tác giả tiểu thuyết trên mạng mà. Bộ cô có nói hả? Anh đừng có hỏi nhiều như vậy. Nè, ăn sáng đi, còn nóng đó, ngoan đi ha. Không ngờ tôi với anh hợp nhau như vậy ha. Mình trao đổi số điện thoại, bữa nào hẹn anh ra uống tiếp. Ok, à, khoan đã. Chà, trễ vậy rồi sao? Tôi phải về tiệm gấp rồi. Nè, giờ này đón xe khó lắm, để tôi chở anh. Được đó, à, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút. Bên kia. Quả thật là không ngờ đó nha, công việc chính của cô lại là tài xế. Tôi vẫn còn nhiều chuyện mà anh không ngờ lắm. Anh có số của tôi rồi đó, sau này cần xe cứ gọi cho tôi, tính giá ưu đãi cho anh. Được đó. Phải rồi, nói chuyện cũng lâu, vẫn chưa biết anh tên gì. Mọi người đều gọi tôi là cậu 15 đó. Cậu 15 hả? Wow, nhà anh có nhiều anh chị em lắm sao? Không phải, tôi đứng thứ 5 thôi, nhưng mấy người xưa thích kêu như vậy đó mà. Gọi như vậy có cảm giác gia tộc rất là lớn. Anh hay đóng phim Yên Chi Khâu cũng vậy cơ mà. Anh nói cậu 12. Thả tôi ở phía trước là được rồi. Được. Bao nhiêu tiền? Thôi khỏi đi, mình quen thân vậy mà. Biết nhau chưa được 24 tiếng mà đã quen thân rồi hay sao? Trải qua đêm hôm qua, chúng ta đâu chỉ đơn giản là những người bạn bình thường, đúng không? Ý cô là sao? Không có ý gì. Đi đi, tới rồi. Ủa, cậu 15 về coi tiệm hả? Phải. Không phiền cậu nha. Bye bye. Bye bye, bye bye. Anh Toàn. Ê, sao hôm nay rảnh vậy? Tôi không có rảnh đâu. Nè, tối nay thế nào hả? Ê, mua tờ báo Thắng đi xem đi. Tôi cũng muốn. Thôi vậy nha, không nói nữa. Bye bye. Ê, không mua hả? Ê, thiệt tình. Đã nói tiếng Anh của chị giỏi mà. Em về rồi. Tại sao tối hôm qua không về nhà ngủ? Không, em đi uống rượu để tìm linh cảm vẽ đó mà. Vậy tại sao gọi cho em cả đêm cũng không bắt máy vậy? Chỉnh chế độ rung đó mà. Phải rồi, sao có mùi khét vậy ta? Có phải đoạn bị khét không vậy? Đừng có đánh trống lảng nha. Chị hai đã nói với em rất nhiều lần, nếu em không về nhà ngủ thì trước 11 giờ tớ phải gọi dậy nói cho chị biết mà. Phải rồi, nhưng mà nhiều lúc lỡ bị quên đó mà, có phải gì không? Nè, lần sau em nói chuyện 3 tiếng với chị nữa. Phải đi, đừng nhận nữa. Nhìn đủ lý do. Ê, mà khoan đã, mới không gặp một buổi tối sao nhìn mặt em hốc hác, mặt trắng bôi bệt như vậy chứ? Sao vậy? Rồi anh nhìn kìa, không chút máu nào, nhìn thất thần đi chứ. Không quan làm những gì. Trời ơi, làm gì có chuyện đó kia chứ. Ê, em phải về tòa soạn truyện tranh rồi. Em có đồ ăn trưa hay không vậy? Nhanh lên. Chị đã chuẩn bị hamburger mà em thích nhất đây nè. Chị có pha bình trà hoa cúc nè, giúp giải độc mát gan, em nhớ uống đó. Cảm ơn chị Tư, chị Năm nha, vậy em đi trước. Nên khoan đấy em trai. Tê, chị ba mua riêng cho em đó. Hơn 1.000 đô, em nhớ phải đeo đó biết chưa? Cảm ơn chị ba. Ngoan. Ê, còn nữa. Chị mua chắc chắn là nó sẽ thích. Có đủ tiền xài không? Đủ, hôm nay em nhận lương nè. Làm đàn ông không có tiền phụng thân là không có được đâu. Cảm ơn chị hai. Vậy để em nhận lương, em mời cả nhà ăn món ngon có được hay không vậy? Ngoan lắm, thôi đi. Làm gì đi. Chào buổi sáng ông chủ. Chà, đem cái bọc to đi đâu dữ vậy? Đều là đồ của cậu, đem về đi. Hôm nay không cần về tòa soạn truyện tranh nữa.
Ông đuổi việc tôi hả? Tiền lương của tôi đã thấp lắm rồi ông còn đuổi tôi nữa. Không có đuổi cậu. Rất cảm ơn cậu bấy lâu đã thông cảm. Nhưng mà công ty không gồng nổi nữa, dẹp rồi. Dẹp hả? Đâu thể nào. Mấy ngày trước ông mới kêu tôi sửa bản thảo mà. Tôi đã thức mấy đêm liền để mà sửa cho ông. Bây giờ đỡ nhiều lắm rồi đó. Nè, ông nhìn coi. Bây giờ đâu còn tâm trạng để xem. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi hứa xuất bản sách cho cậu. Tôi nói được nhất định làm được. Nhưng mà không phải bây giờ. Vậy đi, cậu đem về sửa cho tốt hơn. Tôi sẽ tìm cậu sau. Vậy tiền lương 2 tháng của tôi đâu chứ? Vẫn là câu đó, yên tâm. Lương nhất định tôi sẽ trả. Chỉ là không phải bây giờ thôi. Có gì tôi tìm cậu sau. Được ra được, người phụ nữ này tên là Triệu Thiền. Bà ta là tiếp viên nổi tiếng ở trong hộp đêm có tên là Nam Phương ở quận Chiêm Đông năm xưa. Cho tới khi bà ta sinh được đứa con gái, đã dẫn theo Triệu Quân Nguyệt, lúc đó đang là bé sơ sinh, quay về Tứ Xuyên, sinh sống lâu dài ở một thôn trang tên là Lưu Thủy tại quê nhà thành phố Miên Dương, gả cho một người Hồng Kông tên là Quang Nhất Minh. Nhưng mà bà ta lâm trọng bệnh qua đời vào năm Triệu Quân Nguyệt khoảng 16 tuổi. Chỉ còn lại cha dượng sống chung với Triệu Quân Nguyệt thôi. Nghe nói cha dượng đối xử công tốt với cô ấy, khiến cho Triệu Quân Nguyệt chưa tốt nghiệp trung học đã phải ra ngoài kiếm tiền, có một cuộc sống rất là thê thảm đó. Vậy còn bây giờ tình trạng cô ấy thế nào? Không biết. Tôi tới đó đã không gặp Triệu Quân Nguyệt rồi và cả Quan Nhất Minh. Nhưng mà thông tin cuối cùng mà tôi biết được đó là Triệu Quân Nguyệt một năm trước đã trở về Hồng Kông, còn Quan Nhất Minh thì đã mất tích rồi. Chắc cô ấy có giấy khai sinh Hồng Kông nên muốn về Hồng Kông định cư. Chỉ tiếc là tôi chỉ có được sắp hình cũ này và tên tiếng Anh phiên âm theo tiếng phổ thông. Tạm thời vẫn chưa điều tra được cô ấy sống ở đâu thì đang làm công việc gì. Không loại trừ việc cô ấy đã đổi tên hoặc là đã rời khỏi Hồng Kông rồi. Sếp Giang, tôi biết sẽ là rất khó, nhưng phiền anh giúp tôi tiếp tục điều tra. Tôi muốn biết tình hình của cô ấy. Luật sư Cố à, bà Mông là nhân vật nổi tiếng ở Macau, có mối quan hệ vô cùng rộng rãi. Nếu cô chịu nhận vụ kiện của bà ta, sau này việc làm ăn chắc chắn nhiều không đếm xuể. Cô suy nghĩ thêm đi. Xin lỗi, tôi thật sự không rảnh. Giúp tôi tìm cớ từ chỗ bà ta. Sư ông à, tôi không hiểu tại sao sư phụ không nhận vụ thư kiện mấy triệu đô đó mà nhận vụ tố tụng của bên sở tư pháp để làm chứ. Cậu theo sư phụ lâu như vậy mà không hiểu cổ nghĩ cái gì sao? Sư phụ của cậu làm đúng theo truyền thống của mẹ cô ấy, mỗi năm đều sẽ dần một vụ làm tố tụng. Tại sao? Thứ nhất á, có thể giúp sở tư pháp làm việc, trả ơn xã hội. Thứ hai á, cũng có thể đứng ở góc khác nhìn để nhìn nhận chế độ tư pháp hiện bây giờ. Từ chối nhận vụ đó là lỗ tới mấy triệu lần đó. Sự thể nghiệm này đắt tiền thật mà. Không phải lúc nào cũng nói tới tiền đâu, đệ tử nhỏ. Dạ rõ sư ông. Sư phụ tìm con hả? À không có, thầy với Roy giao lưu một chút thôi. Vậy giao lưu xong chưa? Họ không mau lấy hồ sơ dự án tố tụng tới phòng để họp. Dạ rõ. Xem hết chưa? Xem hết rồi. Bắt đầu tái hiện tình tiết vụ án. Tôi là luật sư biện hộ, cậu đóng vai bị hại trả lời câu hỏi của tôi. Không có vấn đề. Cô X lúc đó, cô ấy uống say như vậy, cô dẫn theo một người đàn ông về nhà. Cô không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Không cảm thấy. Ma nhập hả? Thì tôi là cô X mà. Tôi với bị cáo đã quen biết 9 năm rồi. Tôi vẫn luôn coi anh ta là một người bạn tốt. Tôi thật không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy với tôi. Cô thật sự chỉ luôn coi anh ta là bạn tốt đơn giản như vậy hay sao? Phải, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng tại sao quản lý ba nói là nhìn thấy hai người rất thân mật trong lúc hẹn hò? Khoan đã, sao chỉ có lời khai của quản lý quán ba? Rõ ràng bị hại nói có một người pha chế rượu tiếp họ mà. Tôi cũng phát hiện ra điểm này nên có tới quán ba để điều tra rồi. Phát hiện một tuần sau khi vụ án xảy ra, người pha chế rượu đã từ chức. Có lẽ vì vậy nên cảnh sát không lấy được lời khai. Cảnh sát tìm không được thì cậu không tìm à? Không phải, chẳng qua là việc này khó quá, tôi không biết tìm như thế nào. Khó cỡ nào cũng phải tìm. Cậu có biết loại án bạn cưỡng dâm này rất khó định tội không? Vì vậy cho dù là manh mối nhỏ cỡ nào cũng không được bỏ qua. Tôi biết chứ,
tỷ lệ thành công định tội cưỡng bức chưa từng vượt quá 15%. Lập tức tìm người pha chế rượu. Đây là dữ liệu hoàn cảnh của bị cáo và người bị hại. Đọc cho thuộc đi. Nhằm bảo vệ sự riêng tư cho người bị hại, buổi thẩm vấn dưới đây sẽ dùng danh xưng cô y để xưng hô với người bị hại. Bị cáo Lưu Thế Phong bị truy tố tội cưỡng bức với tội trạng vào 11:45 tối ngày 12 tháng 5 năm 2021, bị cáo cưỡng bức cô y người bị hại ở nhà của cô y người bị hại. Thưa ngài thẩm phán, giờ sẽ cho gọi nhân chứng thứ nhất của bên công tố pháp y, bác sĩ Mạch Bội Hiền. 20 tiếng đồng hồ sau vụ án, cô y là người bị hại được chúng tôi kiểm tra sức khỏe, nhưng mà trên cơ thể của cô y chúng tôi không tìm thấy bất cứ vết tích nào của bị cáo. Lý do vì cô y nói rằng sau khi vụ việc xảy ra từ nửa tiếng tới 3 tiếng sau đã từng tắm hết 3 lần, và chúng tôi thấy trong âm đạo của cô y vẫn có lượng nhỏ tinh dịch. Sau khi kiểm tra ADN đã chứng thực trùng khớp với ADN của bị cáo, có thể chứng minh bị cáo và cô y quả thực đã từng phát sinh quan hệ tình dục. Ngoài ra, tứ chi của cô y không có vết thương gì rõ ràng, chỉ bị bầm nhẹ ở phần cánh tay, và trong âm đạo của cô y sau khi kiểm tra cho thấy chỉ có vết rách nhẹ. Bác sĩ Mạch, với kinh nghiệm của cô, vết rách như vậy có nguyên nhân gì? Sức có thể được hình thành do bị cưỡng ép quan hệ. Bác sĩ Mạch, cô nói trên cơ thể của cô y người bị hại không có vết thương rõ ràng, chỉ có vết bầm nhỏ ở trên cánh tay, có đúng như vậy không? Phải. Vậy trên cơ thể của cô y không có vết thương rõ ràng, có phải được kết luận là trước đó cô ấy không bị đối đãi bạo lực, có phải không? Cũng chưa chắc. Chỉ có thể nói cơ hội từng bị đối xử bạo lực của cô y là hơi thấp. Âm đạo của cô y bị rách nhẹ, có phải khẳng định 100% do cưỡng ép quan hệ gây ra không? Quả thực là không thể khẳng định 100%. Vậy căn cứ vào việc âm đạo cô y bị rách nhẹ có thể hình thành do cưỡng ép quan hệ hoặc là được hình thành do quan hệ dữ dội, tỷ lệ tương đối là bao nhiêu? Đại khái thì khoảng 50/50. Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Bác sĩ Mạch, nếu như một đôi tình nhân phát sinh quan hệ tình dục dưới trạng thái tình nguyện so với cưỡng ép quan hệ, có phải chất dịch của người nữ sẽ nhiều hơn hay không? Thông thường mà nói, phải. Vậy tức là cơ hội hình thành vết rách âm đạo, cơ hội tương đối thấp. Phải. Thưa ngài thẩm phán, dấu vĩ sau đây sẽ triệu tập nhân chứng thứ hai ra tòa, chính là bà Lư, mẹ của cô y. Nhưng vì bà Lư vẫn còn đang nằm viện không thể ra tòa, vì lý do tôi vừa nói, tôi muốn triệu tập cô y, người bị hại, ra tòa cho lời khai. Cô y, cho hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. Cô học chuyên ngành gì ở đại học, tốt nghiệp bao lâu rồi? Tôi học chuyên ngành quản trị kinh doanh, đã tốt nghiệp 5 năm. Nghề nghiệp hiện tại là? Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn giữ chức thư ký cao cấp trong công ty thương mại. Cho hỏi cô quen biết với bị cáo như thế nào? Đã quen biết bao lâu? Tôi và anh ta là bạn đại học, nhưng không cùng chuyên ngành. Chúng tôi quen biết nhau 9 năm. Cô hình dung như thế nào về mối quan hệ với bị cáo? Một người bạn tốt thân thiết, nhưng không có thường xuyên gặp nhau. Hai người có từng hẹn hò không? Không. Vậy cô đã kết hôn chưa? Hay có người bạn trai nào thân mật? Không. Cô hãy cho biết vào ngày hôm đó cô gặp bị cáo như thế nào? Hôm đó tôi làm sai việc ở công ty bị sếp mắng, tâm trạng không tốt, nên hẹn bị cáo uống nước tâm sự tại một quán bar ở Chim Sa Chủy. Trước khi gặp nạn, cô thấy bị cáo thế nào? Ảnh luôn luôn tỏ ra ga lăng, rất tốt với tôi, nên tôi vẫn luôn tin tưởng ảnh. Cho hỏi vào ngày gặp nạn, hai người gặp nhau ở quán bar lúc mấy giờ? Mấy giờ rời khỏi đó? Khoảng 9 giờ chúng tôi gặp nhau. Lúc rời khỏi đó chắc là khoảng 11 giờ tối. Tửu lượng của cô như thế nào vậy? Bình thường tôi uống 3-4 ly sâm banh sẽ không bị say. Nhưng tối hôm đó, bị cáo mời tôi uống một ly rượu vang. Có lẽ do uống trộn hai thứ với nhau, lúc tôi về đã cảm thấy mình hơi say, nên cô đã nhờ bị cáo đưa cô về nhà. Phải. Lúc đó tôi thấy hơi choáng váng, nên tôi nói muốn về nhà. Bị cáo nói anh ta có xe có thể đưa tôi về, nên tôi để anh ta đưa về. Lúc về tới sảnh tòa nhà của cô ở, trạng thái lúc đó cô như thế nào? Tôi hơi say, nhưng tôi vẫn còn sức tỉnh táo, nhưng cảm thấy tứ chi mất sức, phải cần bị cáo dìu tôi. Vậy sau khi vào nhà đã xảy ra chuyện gì? Bị cáo đưa tôi về tới cửa. Tôi bảo anh ta đi về đi. Anh ta nói sợ tôi không khỏe, muốn ở lại với tôi thêm một chút. Tôi nói tôi không cần. Lúc đó tôi cảm thấy chóng mặt lắm, miễn cưỡng đi về phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Tôi tưởng anh ta đã đi rồi. Ai ngờ, Có lẽ do tôi không đóng chặt cửa, đột nhiên anh ta vào phòng của tôi. Anh ta ôm chặt tôi, nằm lên người tôi, sau đó không ngừng hôn tôi. Tôi luôn miệng nói không được và đẩy anh ta ra.
nhưng tôi không đủ sức mạnh. Sau đó anh ta cưỡng bức tôi. Người bị hại, cô có cần tạm dừng thẩm vấn không? Tôi có thể tiếp tục. Trong suốt quá trình bị cưỡng bức, cô hoàn toàn tỉnh táo. Phải. Chỉ là không có sức phản kháng. Tôi kêu anh ta dừng lại. Anh ta không chịu dừng lại. Tới khi sự việc kết thúc. Cả quá trình cưỡng bức này kéo dài bao lâu? Không xác định. Và rồi sau đó bị cáo có nói gì với cô không? Tôi không biết. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và la lớn, lập tức đuổi anh ta về. Vậy tại sao sau khi gặp chuyện cô không báo cảnh sát ngay? Lúc đó tôi rất rối, trong đầu không nghĩ được gì. Sau đó tôi đi tắm, rất muốn lên giường đi ngủ, muốn nghỉ ngơi. Tôi rất muốn quên đi sự việc này, nhưng tôi không thể nào quên được. Vừa nhắm mắt lại là đã thấy anh ta. Sau đó tôi tắm thêm 2 lần nữa. Thưa ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Cô Y, cô nói cô với bị cáo là những người bạn xem như thân thiết, nhưng lại ít khi gặp mặt nhau, có phải không? Phải. Cô nói dối. Rõ ràng mối quan hệ của cô và bị cáo vô cùng thân thiết. Dựa vào những hình ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội, có thể chứng minh một cách rõ ràng quan hệ hai người không đơn giản chỉ là những người bạn bình thường. Không chỉ vậy, căn cứ lịch sử tin nhắn của hai người, giữa hai người còn có rất nhiều đoạn đối thoại thân mật. Ngày 11 tháng 4 năm 2021, tức là một tháng trước ngày xảy ra vụ việc, vào 12 giờ tối, cô nhắn tin cho đương sự của tôi. Cô nói tôi chưa ngủ, anh nhớ uống thuốc, và còn gửi thêm 3 nhãn dán hình trái tim. Sau đó đương sự của tôi trả lời cô, ghi là tôi nhớ cô lắm, có thể gặp nhau được hay không. Rồi anh ta gửi cô 4 hình trái tim và 2 nhãn dán có hình đôi môi cho cô. Cô lập tức nhắn tin trả lời anh ta. Cô nhắn là hôm nay mới gặp, lại muốn gặp, ha ha ha. Đương sự của tôi trả lời cô, tối hôm nay không ngủ, chỉ nghĩ về cô. Sau đó gửi 3 nhãn dán hình trái tim cho cô. Cô Y, trên đây có phải là lịch sử nhắn tin của cô với đương sự của tôi hay không vậy? Phải, nhưng mà... Cô chỉ cần trả lời là phải hay không phải thôi. Đoạn đối thoại vừa rồi là người bình thường ai cũng biết, không phải lời nói của những người bạn có mối quan hệ bình thường. Cô có đồng ý không, cô Y? Thưa ngài thẩm phán, tôi phản đối bên biện hộ nói chung chung chỉ đọc ra một phần nội dung của đoạn tin nhắn. Phản đối hữu hiệu. Thưa ngài thẩm phán, tiếp theo đây tôi xin phát lại đoạn phim từ máy quay trong quán bar vào tối hôm đó. Chúng ta bắt đầu xem từ phút 21:30. Cô Y, máy quay ở quán bar tối hôm đó rõ ràng cho thấy đương sự của tôi và cô có những hành vi rất thân mật, bao gồm việc ôm eo cô, vuốt tóc của cô. Lúc đó cô không có sự kháng cự rõ ràng. Tôi vẫn luôn xem anh ta là bạn tốt, cho nên tôi cảm thấy anh ta chỉ muốn quan tâm tôi, muốn an ủi tôi. Tôi không cố ý né tránh. Cả nhóm bạn bè đi chơi đều như vậy. Đây chỉ là sự tiếp xúc cơ thể rất bình thường, cho nên lúc đó tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Cô cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm xã giao, có ai có thể ôm được eo của cô, vuốt được tóc của cô hay không? Rõ ràng không phải như vậy. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Không thể. Cô Y, cô có cảm thấy chỉ vì thái độ có phần cởi mở của cô khiến cho đương sự của tôi thật lòng tin rằng hai người không chỉ đơn giản là những người bạn bình thường? Tôi không cảm thấy. Cô hãy kể chi tiết. Tối đó cô nói cô mệt, cô nằm trên chiếc giường. Đương sự của tôi ở trên giường cô làm cái gì vậy? Anh ta lên giường để chặt tôi, sau đó không ngừng hôn tôi, còn cố cởi quần lót của tôi rồi cưỡng bức tôi. Nhưng mà lời khai của cô ở đồn cảnh sát lại không giống như vậy. Cô nói bị cáo cưỡng ép cởi quần lót của cô rồi mới đè lên người của cô. Vậy là cởi quần lót cô trước hay là đè lên người của cô trước vậy? Giấy nào mới là thật đây? Từ lúc lấy lời khai ở đồn cảnh sát tôi vẫn còn rất sợ. Có thể tôi nhất thời nhầm. Nếu như cô bị cưỡng bức, tại sao lại đi tắm ngay sau đó mà không báo cảnh sát ngay chứ? Bởi vì tôi cảm thấy mình rất dơ bẩn. 18 tiếng đồng hồ sau, cô lại đột nhiên đi báo cảnh sát.
Bởi vì sau đó mẹ tôi ở bên ngoài về, tôi nói với mẹ tôi bị cưỡng bức. Mẹ kích động tới nổi lên cơn đau tim phải nhập viện. Tôi bận suốt cả đêm, hoàn toàn không có thời gian nghĩ tới chuyện khác. Vậy ngày hôm sau? Buổi chiều ngày hôm sau, bị cáo gọi điện hẹn tôi ra ngoài, gặp nhau ở công viên dưới nhà. Tôi hỏi tại sao anh ta cưỡng bức tôi. Anh ta nói tại lúc đó uống say, không khống chế nổi bản thân. Anh ta xin lỗi tôi, còn nói cho tôi 1 triệu đô coi như bồi thường, kêu tôi tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Sau khi nghe anh ta nói, tôi cảm thấy rất tức giận, cảm thấy rất nhục nhã, nên tôi đã quyết định báo cảnh sát. Đó chỉ là phiên bản cô tự biên, tự diễn và tự sáng tạo. Nếu cô thật sự bị cưỡng bức, tại sao cô lại chịu ra gặp mặt bị cáo? Bởi vì tôi muốn xem anh ta còn gì để nói. Anh ta nói cái gì? Thật ra những gì mà đương sự tôi nói chỉ là những lời nói quan tâm. Buổi tối trước đó, anh ta không hề cưỡng bức cô, là cô tự nguyện lên giường cùng với anh ta. Ngày thứ hai, lúc gặp đương sự của tôi, tôi đã đòi anh ta lấy 1 triệu đô. Nếu anh ta không đưa thì báo cảnh sát, thưa anh ta tội cưỡng bức. Đương sự của tôi không chấp nhận, nên người nhận sự sỉ nhục này là đương sự của tôi, không phải là cô. Không phải, rõ ràng không phải như vậy. Cô Y, 3 năm trước cô đã hỏi mượn đương sự của tôi 300.000 để giúp cho mẹ của cô trả nợ. Vậy đây là giấy mượn nợ cô viết cho đương sự của tôi 3 năm về trước. Sự thật là cô tống tiền đương sự của tôi thất bại nên mới vu khống đương sự của tôi. Đương sự của tôi trong vụ việc này mới là người bị hại. Người đứng ở vị trí bị cáo kia đáng lý phải là cô Y. Không phải, sự việc không phải như vậy. Sang